Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay thì em có lên video clip test tải một cái bộ máy rửa xe dòng Italia áp cao nha, áp 200kg. Đó, đầu thì rất là đẹp luôn. Đầu Comet. Đó, dòng Comet nha. Con này thì em đã vệ sinh và test tải chạy ok nha. Con này tỷ số 18 ly, áp 200kg. Lưu lượng nước 16 lít trên 1 phút. Đó, 16 lít nha. Đó. Tay hồi chỉnh áp nè. Tay hồi chỉnh áp Italia luôn. Đầu Comet. Rất là đẹp luôn nha. Con này thì nó được kéo bởi cái motor của nó là 5,5 kW, điện 3 pha 308, 3 pha 308 nha. Em đã đấu qua điện 3 pha 308 và gác lên một cái mâm xe đẩy. Đó, xe đẩy hàng bãi Nhật. Đó, đẩy đi đẩy lại nha, rất là ngon luôn. Dòng này thì anh em rửa xe không chạm, xe chuồng chạy, sửa xe tải, xe ben đều rất là ngon, rất là mạnh luôn. Xin em sẽ test video clip cho tất cả mọi người xem. Đó, đầu của mét. Rồi, giờ em sẽ đi vào chi tiết test máy nha. Đó, máy đang chạy không tải nè, rất là êm luôn. Chạy không tải rất là êm. Con này chạy bếp 1 ly 2 với lưu lượng nước 16 lít nha, áp 200kg. Rất là khủng luôn nha. Đó, quá đã luôn. Quá. Quá mạnh. Áp 200.8 nè. 200.9 nha. Ngắt xuống là máy chạy không tải rất là êm. Wow. Quá mạnh luôn nha. Cầm phê người luôn nha anh em. Đó, áp 200. Máy chạy rất là êm. Đó, quá đã luôn nha. Rồi, bộ này thì em đã dọn và test tải ok rồi nha. Đó, 7 người rưỡi, áp 200kg. Rồi thì bộ này bán em giá là 10 triệu rưỡi nha, 10.500.000. Là chưa bao gồm dây súng, gồm dây hút cho anh em luôn nha, 10 triệu rưỡi, chưa bao gồm dây súng. Anh em nào mua dây súng này thì bấm dây súng ý hoặc dây súng thường nha. Bên em có đủ loại hết để phục vụ cho anh em. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video. Chúc anh em có một buổi tối anh em vui và sức khỏe nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại anh em các clip khác. Rồi xin chào và lại anh em. Bye bye.